Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình thấy có một cái trang web mới, xem lịch quảng cáo video mới ra, thì khoảng chừng một tuần nữa, khoảng trong tháng 6 này nó sẽ ra mắt nhé các bạn. Thì bây giờ thì nó đang còn đưa ra để cho mình chạy cái hệ thống và xây dựng đội nhóm trước thôi. Nhưng mà khoảng chừng 7 ngày nữa thì bắt đầu nó sẽ ra mắt tại thị trường nhé các bạn. Cho nên là nó cũng chưa có nhiều cái thông tin lắm. Có một số bài viết thì nó thông tin là hoa hồng được click quảng cáo được 7% và giới thiệu được 3% hoa hồng. Có người có nơi thì lại viết là được 0,6 đô trên một video, cho nên là cái này thì chưa biết được cái chính xác như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cái trang web này trước để chúng ta chạy trước khi nó ra mắt các bạn. Đó. Thì đây là trang web là BTC là xe nha các bạn .com. Thì ở đây khi các bạn mà nhận được cái link giới thiệu á, cái link đăng ký giới thiệu thì các bạn chỉ dán vào cái trình duyệt này thôi, là khi đó nó sẽ ra mặc định cho chúng ta là cái link người giới thiệu luôn. Thì chúng ta sẽ vào đăng ký username tên đăng nhập nha các bạn. Đây là mật khẩu nhé, gọi là mật khẩu các bạn. Đây là địa chỉ email các bạn. Chúng ta kiểm tra lại xem có chính xác không nhé. Đây là chúng ta gọi lại email đây. À, cái này là không copy dán được, không phải gọi lại nhé. Rồi và chúng ta click vào cái nút này các bạn, click vào nút này nhé. Tôi không phải là người máy nhé. Đó, thì nếu mà nó hiện lên thì chúng ta xem cái ảnh đó là cái gì nhé. Ở đây là nó hiện cái cầu, thì chúng ta sẽ tìm cái hình có cái cầu nhé. Rồi, chúng ta sẽ tìm cái hình có cái cầu đấy để xác minh các bạn. Rồi, ok. Còn ở đây là mặc định là cái tên của người giới thiệu nhé. Chúng ta có thể vào Changer để chúng ta thay đổi nhé. Ví dụ chúng ta muốn thay đổi theo tên của người bảo trợ đó. Nếu các bạn muốn vào hệ thống của mình thì có thể là vào thay đổi nhé. Khi chúng ta đăng ký á, chúng ta vào thay đổi, có thể là các bạn ghi là Tony Phạm chẳng hạn nhé, là của mình nhé. Đó, các bạn chúng ta sau đó chúng ta sell vào đó, là như vậy là được. Sau đó chúng ta sẽ click vào Open Account nhé, là chúng ta đăng ký nhé các bạn. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong rồi các bạn, để mình dịch cho tiếng Việt thôi nhé. Ok, như vậy là cảm ơn các bạn đã đăng ký. Trước khi có thể đăng nhập, vui lòng nhấp vào liên kết được gửi đến email của bạn, đảm bảo kiểm tra thư mục rác luôn các bạn. Nếu như các bạn mà tìm trong hộp thư không thấy cái đường link á, thì chúng ta hãy vào trong thư rác để tìm nhé. Spam á. Mình đăng nhập vào địa chỉ email nhé. Đăng nhập vào địa chỉ email để chúng ta lấy cái link vào cái link liên kết đó để chúng ta kích hoạt cái tài khoản. Theo như đánh giá giới thiệu của trên mạng thì nó là một trang link quảng cáo xem video, nó giống với lại trang Workman đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì chưa có thông tin gì nhiều cho nên là chưa biết được chính xác. Thì mình nhớ đăng ký để là xây dựng hệ thống trước nha các bạn. Đó thì chúng ta đã nhận được vào email nó gửi vào đó, là btcxe.com account activer nhé, là chúng ta vào để kích hoạt các bạn. Rồi chúng ta vào mail để chúng ta click vào cái đường link này nhé, liên kết này nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã vào được rồi, mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn xem nhé.
Đó, thì khi đăng ký thì các bạn có thể vào cái chữ thay đổi để chúng ta thay đổi cái tên người giới thiệu nha các bạn. Đó, còn nó là mặc định là một quản trị viên của trang web nha. Nếu như các bạn mà đăng ký trực tiếp trang web thì nó mặc định là chủ trang web, là người giới thiệu cho mình. Thì các bạn có thể vào cái nút thay đổi để thay đổi ra cái tên của người bảo trợ. Ở trang web của chúng tôi sẽ sớm ra mắt nha. Đó, nó sẽ ra mắt trong khoảng trong tuần nữa các bạn. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái trang web quảng cáo mới này. Chúng ta đăng nhập nha các bạn. Đó, chúng ta click vào nút tôi không phải là người máy nhé. Đó, nó cứ bắt xác minh các bạn. Bây giờ đây là cửa hàng, chúng ta sẽ tìm những cái hình mà có cửa hàng nhé. Ờ, ok, chúng ta đăng nhập nha các bạn. À, như vậy là nó yêu cầu là đăng nhập bằng địa chỉ email nhé. Chúng ta đăng nhập bằng email các bạn. Rồi, như vậy ok, khi chúng ta đăng nhập vào xong thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái đường link để chúng ta đã đi giới thiệu nhé. Đó, cái đường link của mình ở đây là Tony Phạm nha các bạn. Đó, các bạn hãy vào đội nhóm của mình để có thể đăng ký theo hướng dẫn nhé. Đó, thì ở đây thì nó có nhiều thứ nhưng mà hiện tại chưa có cái gì cả. Đó. À, đây là chúng ta vào xem là có để có cái link và cái hình nhé, các cái banner nhé các bạn. Ok, đó, chúng ta có thể tham khảo thêm chút xíu nữa. À, đây là một trang web chia sẻ doanh thu trả tiền. À, các bạn có thể vào cái chỗ tìm hiểu để chúng ta tìm hiểu thêm về nó nhé. Đây là một trang web mới thôi, chưa có ra mắt, bắt đầu từ tháng 6 này. Đây các bạn, hoàn toàn ra mắt. PTC xe dự kiến sẽ ra mắt và mở trang web đầy đủ để hoạt động vào đầu tháng 6 2019, và vì vậy sẽ cho bạn một vài tuần để bắt đầu tham khảo và chuẩn bị trước để tận dụng tối đa sự khởi đầu to lớn của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ đi từ đầu nhé, đi đi trước khi nó ra mắt nha. Bạn sẽ kiếm được 7% hoa hồng này, giới thiệu cho bất kỳ giao dịch mua quảng cáo nào của bạn, và thêm 3% giá trị của tất cả các lượt xem quảng cáo giới thiệu của bạn. Tức là chúng ta giới thiệu được một người nào đó, chúng ta sẽ được hưởng 7% cho hoa hồng của người chúng ta giới thiệu, và sẽ được hưởng thêm 3% cái giá trị mà họ click quảng cáo hàng ngày các bạn. Mình thấy cũng rất là hay. Tuy nó không được 25% giống như Workman, nhưng mà 7% 3% thì nó cũng là ok rồi, thì chúng ta có thể triển khai làm được rồi các bạn. Đó. Thì nó chưa ra mắt cho nên chúng ta chưa biết được nó như thế nào, nhưng mà hãy đăng ký trước để chờ ngày ra mắt là chúng ta đã đi trước người khác rồi nhé. Thì chờ đến khi ra mắt thì nó người ta đã làm rất là nhiều rồi các bạn. Đó. Thì nếu các bạn muốn tham gia vào cái đội nhóm hệ thống của mình nhé, thì các bạn hãy vào cái group này nhé. Group của mình sẽ chia sẻ trên Facebook là PTC Xe Việt Nam nha các bạn. Thì các bạn hãy gia nhập cái nhóm hệ thống xem video quảng cáo của mình nhé các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.